Hơn 100 bác sĩ và nhân viên y tế khác đã tham gia một ca phẫu thuật kéo dài 26 giờ đồng hồ hồi tháng 8 tại Trung tâm Y khoa Đại học New York. Ca phẫu thuật cho Patrick Hardison, 41 tuổi, bao gồm một khuôn mặt, da đầu, tai, ống tay mới và một số phần của xương mặt. Nhưng một phần rất quan trọng của quá trình phức tạp này là khôi phục mí mắt của bệnh nhân. Theo lời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Eduardo Rodriguez, các phẫu thuật mà Patrick trải qua vô cùng hệ trọng ở hai khía cạnh. Thứ nhất là chúng tôi đã ghép mí mắt vẫn còn hoạt động được, rất quan trọng trong việc giữ gìn thị lực của Patrick. Thứ hai là trước giờ chưa từng có một số lượng mô được ghép nhiều như vậy. Anh Hardison bị bỏng cấp độ 3 vào năm 2001 khi anh bước vào một căn nhà đang bốc cháy gần thành phố Memphis, bang Tennessee và một cấu trúc bên trên sập xuống xung quanh anh. Hơn 70 ca phẫu thuật khuôn mặt đã không giúp khôi phục được khuôn mặt của anh, nhưng nỗi sợ anh có thể không thể nhìn thấy những đứa con của mình đã thúc đẩy anh theo đuổi phẫu thuật ghép mặt. Sau khi chờ đợi người hiến tặng suốt một năm, một người đàn ông 26 tuổi ở New York gặp tai nạn xe đạp khiến não anh ta bị chết và gia đình anh ta đồng ý hiến tặng khuôn mặt của anh ta. Sau cả phẫu thuật vất vả, anh Hardison bắt đầu điều trị giúp anh lấy lại cảm giác ở những phần trên khuôn mặt mới. Đó là điều mà tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm lại được nữa. Anh Hardison vẫn còn trong bệnh viện, nơi các nhân viên y tế theo dõi xem mô mới có bị đào thải hay không, một hiện tượng phổ biến sau những ca phẫu thuật cấy ghép. Bác sĩ Rodriguez, người dẫn đầu ca phẫu thuật cho anh Hardison nói, ghép mặt không phải là loại phẫu thuật phổ biến, nhưng nhu cầu này đã nảy sinh sau cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, nơi có nhiều binh sĩ bị chấn thương mặt nghiêm trọng.